ta sẽ qua cái bài tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về hai cái công cụ quan trọng ở trong Photoshop, đó là Quick Selection và Magic Wand. Hai công cụ này đã giúp cho chúng ta chọn những cái vùng ảnh mà có cái màu đồng nhất, chỉ cần một cú lít chuột hoặc là vài cú lít chuột thì ta đã chọn được cái đối tượng riêng ra. Thì đây là cách để chúng ta làm nhanh một vấn đề. Giả sử như trong trường hợp này, quý vị thấy nè, ta sẽ dùng cái hình này nha. Đây, cái nơ này chúng ta thấy nó sự khác biệt là giữa cái màu trắng bên ngoài đồng nhất so bên trong này, thì chúng ta có hai cách dùng. Một là chúng ta lấy công cụ này bóc cái nơ ra đó, ta sẽ lấy công cụ này nha, with mask selection nè, with selection nó chấm nè, thấy nó chọn được cái mảng nhiều nè, chúng ta giữ shift tiếp tục, ta click tiếp nè, nó chọn thêm nữa nè, nó chọn thêm cho chúng ta ha, nó chọn cho chúng ta, à, nó chọn cho chúng ta, khỏi mất công vẽ cho nó mệt. À, cho nhỏ lại nè. Công cụ này á, cái vùng chọn á, cái vùng lớn nhỏ là do mình chọn cái cọ. Có hai cách là mình thấy chọn đây nè, cái thông số là nhỏ hay lớn theo ý mình. Nếu bằng phím bằng bằng lệnh, còn nếu không giữ tắt á, là đóng mặt vuông á, là nhỏ, mẫu mặt vuông là lớn lên. Rồi thì giữ shift và kéo này, chấm này. Nhỏ nữa nha. Vậy ta bóc được cái vùng chọn là cái này xong rồi nè. Bây giờ mình có thể kết hợp thêm công cụ mình đã học nè. Ở đây nha, giữ Alt+Internet, lấy công cụ lasso, bỏ cái này đi, nhầm ý không, số vẽ bỏ này đi. Rồi ta có được vùng chọn, ta thể bóc cái này ra làm chuyện gì đó, chuyện của mình, thấy không, bóc ra đi ra. Vì mình trên Z nè, trên Z là nhân cái vùng chọn mình thành một cái lớp rộng, ví dụ vậy, trên Z. Vậy là mình có được cái lớp thứ hai nè, đó là chúng ta tìm hiểu về công cụ là Quick Selection, chọn nhanh như vậy. À, ngoài ra Quick Selection có thể giúp ta chọn một cái điều nhanh hơn nữa như thế này. Đây nha, tôi để yên đây nha. Tôi lấy cái hình tiếp theo nữa, ví dụ như tôi mở thêm hai cái hình nữa. Hình này, hình này. Bỏ hết ra đây nha. Rồi ta coi nè. Như hình này chẳng hạn. Hình này mấy khung rồi nè. Cái khung này á thì chúng ta có thể chọn nhanh như sau. Cái khung này nếu chúng ta muốn chọn để lấy khung không á, đưa qua đây, thì chúng ta có thể dùng một cách chọn đơn giản là nếu những màu đồng nhất rõ ràng hết như thế này chẳng hạn, thì thay vì chọn như thế chúng ta không chọn, ta dùng cái công cụ là Magic Wand là chấm cái là màu nhất, lấy hết ngoài, rồi giữ shift lấy thêm cái này tí nè, lấy vô khỏe, chấm cái xong liền, rồi lấy ngược cho vô là shift F7, nhanh hơn công cụ kia nhiều. Như bên đây cũng chẳng hạn vậy nè, bên đây nè, nếu mình chọn cái vùng mây không á, nhấn đây nha, nếu chọn vùng mây không nè, giữ shift, giữ đây cái đã lấy nè, giữ shift nè, chọn thêm ngoài này nè, đó, lấy mây hết, gì thấy rõ ràng không, chọn mây không đó, giữ chọn nước nè, chọn nước nè, giữ shift lấy thêm nè, ví dụ như vậy, chọn shift 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 lấy thêm và kết hợp thêm này, hay như vẽ thêm nha, mình bỏ hết mấy này nè, giữ giữ shift nè, chọn tiếp nè, cộng thêm mấy chỗ này nha, thì mình móc nhân vật ra khỏi cái nước nha, đó mình lấy nè, shift thêm nè, rồi mình giữ giữ công cụ này, giữ shift lấy thêm phần này nha. Tôi với minh họa thôi chứ không phải là về là ghép ảnh đâu nhá, minh họa cho ta thấy ta hiểu thôi. Giờ nhấn shift 7 nè, đảo ngược nè. Vậy mình có thể nào thấy là kéo con vật ra nè, kéo con vật ra khỏi này, thấy không, thành ra cái bóng mình delete luôn cũng được nữa nè, giống như là mình cho dắt lại mà mình tô đen nè, tô đen nè, giống như mình đang chụp bóng vậy đó, một cảnh giống như chụp bóng này được. Để mình chọn cái đối tượng kia đây, bên ngoài bỏ, đó là mình hiểu về hai công cụ này, là chọn nhanh là dùng như vậy đó. Tôi sẽ áp dụng cái bài này, tôi sẽ làm như sau nè, cái 12 trả lại nha. Và ý đồ của tôi đó là tôi muốn là thay cái nền bên ngoài này thành ra cái nước này vô, thì tôi dùng chọn nhanh bằng cách tôi chọn đây nha, giữ with mask, nhấn đây nè, chọn đây xong thấy không, chọn cái một là tự nó vô đây hết, phải không, giữ shift này, chọn này cái đó. Nếu như mà nó phạm vô đây nhiều quá thì mình thấy giảm thông số này lại tí, 32 là chuẩn, mình cho hơn 10 thôi thì nó ít hơn, giữ shift này ít hơn nè,
ít hơn ha, nhưng mà chọn nhiều lần, nhiều lần. Rồi mình giữ này nè ha, giữ shift là kéo thêm này nữa, vẽ thêm lấy thêm này nữa, như chỗ này ha, lấy thêm này nữa, như vậy đi. Rồi giờ mình đưa cái nước vô trong cái hình này, đưa nước vô đây thì mình sẽ để y vậy nha. Mình delete đi nè, mình chọn đúp những đúp này lên, đúp này thành lớp không nè, mình delete nó đi. Như vậy nó rộng nè, mình thấy caro có nghĩa là cái hình này nó rộng, caro có nghĩa là rộng. Bây giờ mình kết hợp bài cũ nè, mình chọn cái vùng nước chỗ này chẳng hạn, mình lấy công cụ chọn nha, mình vẽ này, vẽ này, lấy nước đây đi. Rồi mình nắm công cụ move tool nè, công cụ move nè, mình nắm này, mình bỏ qua đây. Nhưng bây giờ cái hình này nằm trên hình này rồi, cái nằm dưới đó mình nắm thế nè, mình thả xuống. Rồi nếu mà bạn không muốn nắm thả xuống, dùng tắt thả xuống vậy nè, không muốn dùng tắt á là giữ rồi bạn giữ control mà cái nút á, là đóng mặt vuông hoặc mở mặt vuông, đóng mặt vuông á, mở mặt vuông là đi xuống, đóng mặt vuông thì lên. Rồi sẽ bấm cần trên T nè, mà kéo này cho nó rộng ra chứ hả, kéo rộng ra theo ý mình, giữ shift kéo này nha. Vậy chúng ta đã vừa ghép xong cái nước vào trong cái hình, mình thấy không, vừa ghép nước vô hình. Đó là chúng ta áp dụng một số công cụ đã học để ghép ảnh rất nhanh. Đó là bài chúng ta vừa học rồi là vậy đó. Rồi đó là tôi sơ qua cho quý vị một số cái như vậy. Bây giờ chẳng hạn như giờ tôi muốn ghép cái nơ này nè, cái khung ảnh đi nha, cái nơ và cái khung ảnh vô trong cái hình này, và cái nơ tôi muốn ghép vô vô chỗ cái áo cô này, cái nơ chỗ này chẳng hạn, đây cho nó đẹp nha. Thì tôi cần chọn cái vùng chọn này trước, tôi dùng cụ này không, tôi chọn đây, giữ internet nè, giữ shift cho chọn thêm nữa, shift chọn thêm tí nữa nha. Rồi tôi shift 7 lấy ngược lại nè, tôi nắm này nè, tôi quăng qua đây đó, tôi chỉ cần nhìn tê đi cho nó nhỏ lại, tôi cho đây nha, đặt ở đây nè, ở chỗ này nha, internet control nè. Rồi tôi đưa nó đây rồi nè, tôi tắt này đi chẳng hạn nha. Rồi bài tiếp theo là tôi có thể đưa cái khung này, tôi đưa khung vô trong cái ảnh này, đặt đèn ảnh này chẳng hạn, tôi có thể lấy bóc cái khung ra bằng cách là gì, tôi chọn nè, chọn đây nhá. Rồi tôi nhấn shift 7 ngược lại nè, tôi nắm này tôi kéo qua đây, có gì coi nè, có cái khung qua rồi nha, còn nhân tê nè, giữ kéo ship lên nè, hỏi tôi đặt vô đây vậy không, nó vừa đặt để design vậy nè, là như mình chưa. Vậy là người ta ghép cái khung vô trong cái hình. Bây giờ mình có thể làm một số cái thông số nghệ thuật sau đây nhé, làm gì cần nhân tê lớn lên xíu nha. Rồi mình có thể làm như sau nè, mình chọn gì công cụ này, chọn nè công cụ này, bây giờ kết hợp nè, để chấm đây, chấm xuống đây, bên đây bỏ nha, qua vậy mình bỏ bớt cái mình lấy ở đây nha, lấy xuống đây hàng này. Kết hợp hai vụ này mình cũng lấy trong đây đây, bỏ bên ngoài đi, thì mình chọn đây không, mình chọn lớp dưới này nè, lớp này như thế nè, shift 7 lấy ngược ra, mình tô đen chứ hả, đó thì trên đây bỏ chọn, thấy rõ ràng chưa. Đó là chúng ta kết hợp một số công cụ để chúng ta làm ảnh. Thì đây là giới thiệu sơ đẳng về ba bộ công cụ, là cái này là một công cụ mặt nạ lasso và công cụ with session và magic để làm ảnh. Thì đây là ba bài căn bản nhất để giúp cho người mới học có thể tìm hiểu số công việc cơ bản của Photoshop, như là để cắt ghép để mà vân vân.